Vâng, xin chào các bạn, mình là Thuan Quang đây. Hôm nay thì mình lại chia sẻ cho các bạn một cái thủ thuật ở trên máy tính cũng rất là hay ho. Đấy là nhiều bạn bảo là làm sao để download được cái video HD ở trên Facebook. Đấy, thì ở trên Facebook thì chúng ta có những cái video, những cái video mà nó có thể chất lượng là 720 hoặc là Full HD là 1080 đấy. Đấy, nhưng mà làm sao để có thể download được nó về một cách giữ được cái chất lượng nó cao nhất. Thế thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đấy, đây là không cần phải cài đặt bất kỳ một phần mềm nào cả, chúng ta sẽ dùng một cái tính năng là online. Đấy, cái ví dụ ở đây thì mình sẽ lấy ở một cái kênh thư viện của mình đã từng up video lên trên đó. Đấy, thì mình sẽ vào một video chẳng hạn, hoặc là các bạn thấy bất kỳ một cái video nào khác ở trên YouTube nha, trên Facebook này, được upload trực tiếp lên Facebook này. Ví dụ mình sẽ lấy thử cái phần mềm cái video này đi. Đây, mình mở ra. Đấy. Đấy, thì bạn có thể kiểm tra. Đấy, ở đây nó là HD đúng không ạ? Đây, ở đây là HD này, 720 và 1080 là Full HD này. Thế thì mình thấy chất lượng của nó là có Full HD rồi, thế mình làm sao để tải được cái chất lượng này đúng không ạ? Cái video này về với chất lượng Full HD. Đấy. Thế thì bình thường các bạn kích vào đây đúng không ạ, chuột phải này, hiển thị URL video này. Đấy, thì nó hiển thị ra một cái URL của video này. Đấy, các bạn làm bước thứ nhất là các bạn sẽ làm như vậy. Đấy, bước thứ hai này, bước thứ hai các bạn sẽ dùng một cái trang online. Cái này các bạn không cần phải cài đặt bất kỳ một phần mềm nào để cho nó rác máy ra cả. Đấy, dùng rất là tiện. Ở đây mình có biết một cái trang mà trước đây mình đã từng dùng rất là nhiều, đó là fbdown.net nha. Đấy, fbdown.net. Cái trang web này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video đấy, và các bạn nào quan tâm đến cái trường hợp mà muốn download những cái video ở trên Facebook về, có thể đăng lại trên kênh khác hoặc là giữ lại trên điện thoại hay là trên máy tính của mình. Đấy, thì các bạn có thể dùng cái trang này. Sau khi copy được cái địa chỉ của cái video này rồi, được chưa? Đấy, nó có dạng là facebook.com này, và video này, và một cái gọi là gì? Đấy, cái đuôi, cái mã số của cái video này. Tại đây các bạn sẽ paste vào cái dòng enter Facebook video link. Các bạn sẽ paste cái link này là, và sau đó các bạn sẽ ấn download. Đấy, rất là nhanh nhé. Tiếp theo nữa, các bạn thấy là cái dòng là download video bằng chất lượng cao được, HD quality. Đấy, các bạn kích vào cái dòng này thì nó sẽ ra ngay cái video của chúng ta, nó hiển thị ở đây. Và bước tiếp theo, bước số 3 các bạn làm rất là đơn giản là bạn chuột phải và chọn là save video. Đấy, tức là lưu video nào vị trí nào. Đấy, tại đây ví dụ mình để ở ổ E chẳng hạn này. Đấy, video HD. Đấy, mình sẽ để ở thư mục này, xếp lại. Đấy, và chờ một chút thôi. Cái này, video này nó rơi vào tầm khoảng 22 MB. Đấy, thì tùy theo tốc độ mạng nó sẽ tải nhanh hay chậm, nhưng tương đối là nhanh với cái file mà có dung lượng ít như này. Đấy, thời lượng ít. Đấy, thì trong tích tắc tôi đã download được file này rồi. Đấy, và đương nhiên cái tên của nó thì nó sẽ không phải là tên tiêu đề của video, các bạn có thể là đổi lại một chút bằng phím rename để có thể bạn dễ nhận biết video. Đấy, bây giờ các bạn sẽ mở video này lên. Đấy, các bạn thấy rất là nét đúng không ạ? Đây là video mình vừa tải được từ trên fanpage xuống này, hay bất kỳ một cái video nào khác ở trên phần mềm ở trên trang Facebook. Đó, rất là nét. Và bây giờ thì để minh chứng lại một lần nữa, kiểm tra lại cho chắc chắn, thì mình sẽ chuột phải vào cái file video mình vừa tải về ở đây, chọn property này. Đấy, để xem được cái khung hình của nó là như thế nào. Đấy, các bạn thấy không, là frame width này, cái độ rộng nó là 1920 x 1080, chính là gì, Full HD đúng không ạ? Đấy, Full HD rồi. Đấy, vẫn giữ nguyên được cái chất lượng gốc ban đầu mà ở trên Facebook nó giữ cho chúng ta. Đấy. Khung hình là 30 khung hình trên giây này. Bạn thấy không ạ? rất là tuyệt vời. Thì đây là một cái trang web online mình đã từng sử dụng rất là nhiều lần trước đây rồi, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Đấy. Thì đây là một cái mẹo chia sẻ để các bạn nào mà mong muốn download được những cái video ở trên kênh Facebook về nhá. Đấy, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn, và nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều những cái video chia sẻ bổ ích hơn nữa. Đấy, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Đăng ký kênh của mình nhá. Thuan Quang, bấm đăng ký cho mình. Xin cảm ơn các bạn, xin chào.